Tre gai Việt Nam. Chuyện ngày xưa cũng đã có cái bờ tre lâu lắc rồi. Hôm qua mưa to, sáng nay quay lại nước suối nó đổi màu như cà phê sữa luôn. Bồng dài khiếp ạ. Dài, dài 6-70 phân mà. Đây là hoa của cây lộc vừng này. Nó mới trổ hoa non à. Lúc nó đúng trổ nó thì hoa nó sẽ màu đỏ nha. Đỏ rực luôn. Một chuỗi đỏ rực. Ủa, nhỏ không? Đường vậy không? Mới sáng vô rừng à, mà niệm ngồi hút thuốc ngắm cà phê sữa. Chưa. Phở Trung Nguyên ạ. Bạc phiếu lắm. Nói vậy qua phủ buồn sao mày? Định lượng dân vũ vậy hả? Một ngày mới em xin chào cô chú anh chị. Sáng nay ba anh em tụi em đi vào rừng để tìm một số khoai cây cảnh á. Có một số anh em đặt tụi em một ít cây lộc vừng á. Lúc nãy em có chia sẻ cái chuỗi hoa của nó về để ảnh trong quán cà phê á. Thành sáng nay anh em đi tìm cho ảnh 5 cây khoảng 2 mét 2 mét á. Rồi tiện buổi trưa thì xuống suối anh em bắt cá rồi ăn cơm dã chiến trong rừng luôn. Hết một ngày. Ôi. Anh em mà tụi em xử cái này. Cái này nó cũng đang ra hoa luôn nè. Nhưng mà chưa nở, đây mới cái chuỗi búp của nó. Anh chị nào đã từng thấy những cây lộc vừng ở các quán cà phê thì anh chị biết rồi. Mà không một cơ. Đâm đìa luôn ạ. Chua, cây này tụi em lấy nguyên tàng luôn. Nguyên cục đất. Rất tuyệt vời. Không đòi hỏi. Cái này nó có được cái tử nữa ha. Có cái tử bên nữa. Mẫu tử á. Đang ra hoa. Wow. Khoảng 2 mét rưỡi. Nếu mà dốt ngọn cây này 2 mét rưỡi á. Này giờ quất vô quán cà phê y bài lắm. Sau một cây á. Mấy gheo năm này. Bốc đã quá. Ôi chú, quá, 45. Lên này còn tí ra bồng, ôi chuối. Đẻ không? Cây đúng kiểu lùng lực, tán tàn luôn, đang ra hoa luôn. Cạnh đây có một cây trà vối này. Cây này. Chuyện này có cây chua cái nhỏ, cây tái. Cây này chắc khả năng là đào được. Thôi trên đây này. Cây này giờ tài lâu lắm rồi mới có dịp đi suối nè. Lúc trước gửi cho anh Hoàng một cây nhưng mà anh trồng sao anh mắc đi làm nhiều quá sao anh trồng chết chứ thực sự dòng cây bói này nó dễ sống lắm. Sang ở xuống đây trồng đào cho anh cái gốc này luôn, gốc nhỏ nhỏ này. Đây về mình trồng mình chủ yếu mình lấy lá với hoa mình uống trà thành đâu cần đẹp. Còn cây đẹp cũng có nhưng mà nó to khó đào lắm. Lát tụi em xử có luôn cây này nè.
Rình nước. Con này đang chứa. Ui. Thế lửa thì ghét. Chứa bụng ép nóc. Cua chết trơ tôm Erika. Ủa, để ngon trưa này không lo thiếu đồ ăn ạ. Được mẹ cái bóng tượng mà trồn do như đi banh đã bóng tượng suối. Chú kiên cứu để trải bà con làm để tới mùa thu hoạch mía hoặc là làm keo á, công ở lại nghỉ ngơi cạnh bên con suối luôn, nơi đáng để sống mát mẻ trong lành. Đây một cái nữa. Chù mát sao là mát. Giờ chắc khoảng 11 rưỡi 12 giờ ạ. Quốc thì nó ở phía dưới lùm tre lúc sáng á, nấu cơm rồi. Hành em tụi em kiếm ít cá xuống kho hoặc là nấu canh gì đó mình ăn cơm trưa quá bữa. Woo! Mau nhắc hú liệu. Dạ hả? Thì mình tan hết rồi. Bảo thì nắng chứ không mưa. Thì không mưa tối rồi nha. Bây giờ cho trời bữa nay dịu hơn chắc cũng không mưa đâu. Chưa. Biết được đâu nó lên dông hồi nào cái này. Có tích tắc rồi nữa. Đây mình ăn cơm xong nghỉ chút rồi về vậy chứ. Làm gì nữa đâu. Hả? Đi đi à. Tôm hả? Đi rộng chẳng vậy? Cua. Cái gì cho cà rốt cho. Ừ. Ừ, mấy cá làm tăng hay chứ làm ruột chứ. Mình báo được rồi mình luôn chế nào dục mà không đáng mạnh. Ừ. Ủa, tiền nữa. Quá ngon rồi có còn cái nữa. Trưa nay của má nem này đủ loại cá suối luôn, có cái hàng nhau, cá bóng, dĩ thịt kiếp không, có rô bí nữa nè, còn đây rô mái, cá trứng, đây cá trơ, Aleka, cua, ôi, đủ loại cá luôn. Ớt hai mồ ba lên món thôi. Chưa còn cái là mơ vậy. Cũng đều được như từ kia nữa làm kẹp mà thôi. Ngon quá luôn. Một tay mình được bạc.
nó cũng có hỏi bonsai mini các bạn. Mà hồi sao gì cũng có hồi hết á. Hồi chữ thập đỏ chứ không có hồi chữ thập đỏ chứ. Cô, 200. Ừ. Trước không? À, hồi còn đáy không? Cái gì? Dừng không? Cái tiền đây chứ tiền đeo không? Lúc nước mới rửa, nước không được miếng thịt nè. Tôm giả. Đây những tôm thiệt. Có dữ không? Có. Ngon mát. Cua hồng đớ. Tôm Alaska. Ăn lại kia. Mưa mà. Mát mới đẹp không? Không thể nào thiếu miếng mắm thơm. Thơm xí đó. Đã. Trường mà anh em mời ông bà các bác xứ sở Hoàng Giang, mà anh em mời cô chú cả nhà ăn cơm trưa. Dược Giang, Dược Giang, Dược Giang. Chén mới ướp nữa. Lỗi kỹ thuật, không biết móc. Dược Giang bà cứu, nắm bà cứu. Nhìn ít bích 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 bình tơm mình ha. Tơm mình là đỏ. Ừ, mình là tía. Tía tơ. Dai. Bông tưởng ha. Làm hàm bông tưởng. Rừng là chớ tàu chứ. Giá tiếng bảo vệ hồ. Rồi ra anh cũng đã không? Chủ cái trường. Nó lại đi không có sao mày. Hai ông đi lâu dữ rồi chứ. Nên lên rồi không có đâu chứ chỗ đó đó. Nó cua mình nấu ít chứ còn kho mà nó nhiều nhiều kho lắm thôi. Nướng hết rồi nè. Hết rồi.